Rồi, xin chào tất cả các anh em. Lại là mình Điền đây. Chúc anh em một ngày mới nhiều may mắn và thành công. Thì hôm nay cũng giới thiệu lại với anh em cái cách nuôi gà sao cho hiệu quả từ lúc mới vô bội tới lúc ngày mình thi đấu được nha. Thì đây ăn nói nguyên một loạt anh em là con gà mình đang trong giai đoạn nào thì mình sử dụng cái loại thuốc ăn đưa cái giai đoạn đó thử cái ok hay không. Mỗi một cái giai đoạn thì mỗi một cách nuôi, một với mỗi loại thuốc nếu mà mình nuôi thuốc nha. Còn anh em nuôi theo kiểu truyền thống của anh em thì coi cách ghiền của anh em rồi. Giờ xem kênh nếu quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà, các cái sử dụng thuốc cho hiệu quả thì các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới và chia sẻ trong từng clip cho anh em. Mỗi clip chỉ là một loại thuốc cho anh em cho dễ hiểu. Nhiều khi anh em nào không biết hay là cần tổng quan con gà cần gì thì có thể alo anh, mà anh em phải tìm hiểu trước trong những clip của anh đi. Nếu số anh em nuôi thì giờ gà lên nước máu muốn tăng bo đồ này kia hỏi tùm lum tà la chứ hồi không biết được trả lời, anh em nên tìm hiểu kỹ nó. Thì giờ gà tôi mới vô đó, mình xài thuốc gì cho nó ok thì anh đang đưa cho anh em một vài loại thuốc thôi. Nếu mà anh em chưa xài thuốc lần nào thì mình nên xài đơn giản nhất là nó mang lại hiệu quả cao, chứ các anh em đừng có nuôi theo kiểu mà người ta đã xài thuốc quen rồi, người ta đã có một cái quy trình sẵn. Tới gà tới tay vô vậy là mình thí dụ như gà 2 kg thì người ta nuôi tới 2 kg 2, người ta sẽ làm sao cho nó xuống 2 kg mà nó không bị mất sức, mà không bị mất cái thể lực, nó bo vẫn tốt ầm ầm, nhưng mà con gà nó săn lại nó dẻ lại đó. Vậy là kỹ thuật của người ta mới giữ. Còn anh em mới biết nuôi thuốc á thì nuôi đơn giản thôi, một vài loại thuốc thôi, không cần nhiều. Nuôi sao cho nó lên bò lên tay ngon, bò lớn, nước máu hừng, lúc nào cũng sung mãn là được rồi đó. Rồi sau đó mình mới tìm hiểu thêm, rồi mình mới xài thêm những cái loại thuốc cho nó hiệu quả. Rồi chào đầu giờ clip hôm nay thì mua hàng bên anh với đơn hàng từ 500 thì anh sẽ bao ship nha, với 500 anh em thì chịu tiền ship. Nếu mà mua hàng á thì anh sẽ gửi anh em bên đường nhà hàng nhanh, anh em sẽ nhận được hàng trong vòng 2-3 ngày thôi. Thì nuôi gà trước tiên, cái điều quan trọng trước tiên là anh em nên có là sổ lãi đây, sổ lãi active. Đây, cái gì thuốc nó vậy, anh em nào có ra tiệm thuốc thuốc y được, nhiều khi nó cũng có bán á. Anh em nào nuôi ít thì ra đó mua 1-2 viên về xài chơi, còn mà anh em nào nuôi nhiều thì mua số lượng như này cho nó rẻ tiền. Có một số anh em thì nuôi mua nguyên hộp được không đó. Thì hằng này thì 50k một dĩ thôi, gà thì anh em che uống nửa viên nồi uống viên vậy là rồi. Vô sổ lãi cho những dung sáng đồ nó ra chơi, người gà anh em ăn vô nó mới hấp thụ chất dinh dưỡng được, chứ đừng nên về mà cắm đầu vô mà mình thuốc này thuốc kia thuốc nọ rồi ăn mồi này mồi kia rồi sao gà nó không lên. Còn mấy một số con nó bị teo lường ốm lường rồi luôn, nhiều khi cũng 3-4 tháng nó bị ốm lường teo lường, nhiều khi là do vấn đề là bên dung sáng nha. Rồi tiếp tới là các anh em nên cho nó ở ngoài vườn, mặc vô hay đâu mới bắt về thì các anh em nên tắm rửa cho con cái, như các anh em đi đâu về các anh em rửa mặt vậy đó, cho đừng bị tình trạng chói nước, hạn chế thôi chứ không phải gà thì nó dễ bị chói nước, nó không phải như người mình đó, thì nó hạn chế đường chạy chói nước, mà gà nó sạch sẽ nó thoải mái đó. Những con gận con mạc đồ nó bám trên mình gà đó, trong thời gian hoạt động ở ngoài vườn rồi đó thì nó dễ bị con gận mạc lắm, ve rồi đó, thì các anh em tắm cái là nó sạch sẽ hơn gà luôn, khỏe thoải mái lắm. Rồi cái đó là 2 vấn đề đầu tiên đó. Các anh em nên nếu mà có thể có điều kiện thì các anh em nên mua một chai Catosan này về đó, để mà chích cho con gà. Ở ngoài vườn mới bắt vô thì nó cần một chế độ hấp thụ chất dinh dưỡng cao, bởi vì khi mà thay đổi môi trường, thay đổi thức ăn thì con gà nó sẽ rất khó tiêu đó, khó làm quen với thức ăn mới, nó phải mất khoảng thời gian. Thì anh em nên có cái chai Catosan này sẽ giúp gà của anh em tiêu hóa nhanh hơn và nó ít cái bị tình trạng mà kén ăn si đường ruột rồi đó. Catosan này hấp thụ chất dinh dưỡng rất là nhanh, nó không bị rớt ký gà nữa. Rồi tiếp tới thì anh em có một khẩu BOB12, rồi BOB12 nằm kia kìa đó, cái đó là ủng gà, sẽ giúp gà của anh em khỏe mạnh, nó không có bị những tình trạng như si đường ruột hay là nói chung là nó ngừa bệnh toàn diện đó. Nó khi mà thay đổi môi trường gà anh em cũng dễ bị bệnh khò khè sổ mũi hay là đàm đồ cổ họng đồ lum lá chứ. Rồi đó là những cái loại thuốc ban đầu rất là quan trọng, anh em nên có thể, nếu mà có thể có điều kiện mình uống nhiều đó được rồi. Rồi tiếp tới thì anh em nào nếu mà nuôi thời gian dài, khoảng như gà nồi thì anh em mới 6-7 tháng, các anh em muốn nuôi cho nó nở cơ bắp
lên nước máu đồ sung mãn, thì anh em nên sử dụng này thôi. Hàng này là Renpal với hàng Marvin này, cho nó có khoảng thời gian đầu, bởi vì nó xài hơi dài, 6 tháng thì anh em phải nuôi thôi, khoảng 8-9 tháng là khoảng thời gian rất là dài. Nếu mà anh em sử dụng những loại thuốc bổ máu trước thì nhà sẽ sung mãn mau tới pin, mà gọi là mau tới nó sung, nó gần tới, nó thích thi đấu. Thì nhiều khi nó tay chân nó lên chưa đủ, nở cơ với cơ bắp với khung xương nó nở chưa có tới, thì khi mà chơi thì nó không có ngon, không ngon lành. Nhiều con gà nó dễ bị bể, nhiều khi nó thắng rất là hay nhưng mà nó bị bể luôn, nó gót luôn, tự nhiên gót nào cũng hay, nhiều khi chơi được cái mà cái anh em nuôi tới thì anh em chơi rất là dài lòng. Đó, nên anh em nên sử dụng bộ này đi. Renpal 40 mà win này thì có 100k hũ thôi, hũ 100 viên thì cứ mỗi ngày nhét 2 viên vậy đó, vậy xong rồi, nó rất là rẻ. Rồi tới nữa thì anh em muốn những con gà mà bị suy dinh dưỡng nè, teo lường đồ, thì anh em nên với nói chung là ở đâu mới bắt về thì anh em nên có thằng B12 năm rưỡi này nè, cái này chích vô nó giảm thuốc bổ tổng hợp để giúp con gà của anh em là nó giảm tình trạng bị stress. Có B15, B12 trong đây sẽ giúp gà của anh em gân cốt khỏe mạnh, nước máu lên rất là tốt. Đó, chai lớn vậy thì 2,2 triệu nha, còn chai nhỏ vậy là 250 nè. Đó, một lọ vậy là 10c nha, 10c anh em chích được 100 kg gà, chứ phải ít đâu, một tuần các anh em chích con lần thôi, sử dụng rất là lâu. Nếu mà nuôi một hai con thì nên cái lọ mua lọ nhỏ, còn anh em mua xài nhiều nên mua lọ lớn này. Thường thì người ta xài B12 5,5, người ta pha với Cathosan nè thành 7,5-9,5 được. Ở chợ mấy ảnh bán vậy đó, nhưng mà anh em đâu biết đâu, nói chung là trong nghề thì người ta biết, còn anh em thì xài chỉ xài thôi chứ không biết đâu. Thì ăn nói trong cái nào ra cái đấy, 5,5 còn tự mình chế biến mình đừng có được đặt tên lùm là, cái đó là do người ta, ta thích sạch đặt sao ta đặt. Rồi tiếp tới những con gà vô bội mà hay bị lỏng lẻn á, thì anh em nên xài chai Energy Insane này, vô bội hay lỏng lẻn hay những con gà mà mới thay lông ra đó, kìa một cái anh em sổ nó thấy bị gót á, nhiều khi nó đủ lông rồi mà nó cũng còn gót, thì các anh em nên xài này cho nó sung mãn lên. Này Ginseng chuyên trị lỏng lẻn nhát người cự yếu, giúp gà mình tăng bo nha, từ giai đoạn đầu tới giai đoạn mà ngày gần ngày chơi thi đấu thì các anh em cũng vẫn sử dụng được. Chai về 200k này hay lắm nha anh em nào chưa xài xài thử đi nha. Rồi đó là những loại thuốc thông dụng. Tiếp theo các anh em muốn gà bổ máu mà các anh em không có thích thằng chích này, không có dám chích, thì anh em nên sử dụng thằng Mega B2 này. Đây hộp nó đây, nó dạng thuốc dĩ vậy, dĩ 10 viên là 35k, còn hộp là 10 dĩ là 280k. Đó, các anh em sử dụng gà tre nửa viên nội viên 3 ngày uống lần. Rồi bộ đôi thuốc nuôi mà gọi là truyền thống giờ anh em sử dụng rất là nhiều là Galumin nè, với B15, B2 hàng này anh em sử dụng rất nhiều, dành cho những con gà ăn uống bình thường, nước máu ok mới sử dụng bộ này mới lên nhanh nha. Và những con gà nào mà vô bội mà các anh em thấy nước máu nó chưa ổn định, ăn uống chưa tốt thì anh em đừng nên sử dụng B12 này. Galumin vẫn có thể sử dụng, còn này nở cơ nở khung xương, còn này bổ gân cốt với nước máu, thì nở cơ nở khung xương thì anh em sử dụng thằng này có ok. Còn B15, B12 thì các anh em nên, nếu mà nước máu chưa tốt nên đổi Mega B12 hoặc là B12 5,5 chích, nó xài sẽ hiệu quả hơn. Galumin 200, B15, B12 thì 300 nha, cũng 100 gì. Rồi từng cuối, khi mà tới từng cuối rồi, gà mình đã lên số ký đúng cái số ký mình mong muốn, hoặc là nhiều khi nó bị mập quá thì các anh em nên uống thằng C21 này để cho nó đứng số ký lại. Và mình những con mập quá thì mình đưa vô chuồng quần, chuồng trại, chuồng bay, thì nó sẽ săn cái cơn gà của anh em lại, nó giảm xuống 1-2 chấm gì, hoặc sẽ tùy theo điều kiện, nó theo đủ số ký của anh em thì anh em ngưng không uống thuốc nữa. Thuốc này thì uống mà uống liên tục mỗi ngày dành cho con gà đã có tay rồi nha, có tay đủ số ký hoặc là mập thì các anh em mới là sử dụng thằng này, chưa có tay thì anh em đừng nên sử dụng, vì khi uống thằng này thì gà các anh em không có lên số ký nữa. Nếu con gà nào chưa lên tay thì đừng nên xài. Chai về là 100 viên là 200k. Rồi đó là những loại thuốc thông dụng. Còn những loại thuốc hỗ trợ như là Relot đây, thằng này là chất điện giải giúp gà của anh em mát, chống tình trạng chối nước, bị hóc khi những ngày thi đấu, hoặc là những cái thời chưa thời tiết nóng bức rồi đó. Thì hoặc là sử dụng thuốc nhiều hay ăn uống không tiêu, anh em nên sử dụng thằng này. Nó là một dạng mát, làm mát từ bên trong nha, nó sẽ giúp khi mà sử dụng thuốc này thì gà của anh em nó không có bị khát nước. Sử dụng rất là hay, chai dành 200k thôi, 15c anh em sử dụng rất là lâu. Rồi khi mà chơi thể thao vậy thì mình cần có một loại thuốc mà chữa bệnh trị cho nó mau hết tan, lành tan nhanh,
đây là thuốc trị lăn tan ghi lăn. Nói chung là hiện thị trường giờ là theo cảm nhận của anh thì nó rất là hay, nó là hay nhất trong những cái loại thuốc trị tan đó. Các anh em không cần mua tan máu bầm giảm đau gì mà tiểu thuốc tây rồi đâu, cái đó là thuốc dành cho người. Các anh em sử dụng không đúng liều thì giờ anh em dễ bị gút và nó khô. Đó, kháng sinh rồi đó dành cho người đó thì các anh em đưa vô người 20 kg, dành cho con gà 2 kg là rồi, các anh em sẽ tự hiểu ha. Còn này là ta sản xuất dành riêng cho con gà nên cái hàm lượng nó vừa phải. Con gà các anh em chích vô chỉ một cần một mũi là nó khỏe ghê như bột kéo xe luôn. Hủ về là 100g 100k 5c nha, các anh em sử dụng được 5 nồi 10 che. Rồi gà bị té gió thì các anh em sử dụng chai này, té gió gân cốt yếu rồi đó, các anh em muốn khỏe mạnh thì anh em sử dụng chai này, chai về là 5c 120k. Và những con gà nào bị bệnh nhỏ mắt, bệnh mắt sâu mắt, bọt mắt, mắt đỏ, mắt chảy nước mắt gì đó, các anh em sử dụng này vô đó, cho nó diệt những con gận mạc đồ dung sáng đồ trong con mắt con gà nha. Đó, chai giờ là 120k. Rồi gà bệnh thì mình có thể sử dụng cái chai LVS này nè, chuyên trị khò khè số mũi, cú gũ, phân xanh phân trắng. Đó, một chai về là 10c là 130k nha. Rồi đây là một loại thuốc, số loại thuốc thông dụng. Còn ngoài ra còn bán như là cựa nghệ, cựa đây, cựa nghệ, nghệ thì vẫn bán là một hũ giá 120k, hũ giá 120k là nửa ký nha anh em. Còn anh em mua một ký là 200k. Còn cựa thì vẫn bán là cựa dòng Việt Lai siêu thông, nồi thì 400, che thì 300 nha. Đó, anh em sử dụng nói chung trong thời gian qua anh em sử dụng ủng hộ rất là nhiều. Đó, cửa thì nói chung ăn làm mà lò, lò cũng uy tín chứ không phải mà lò tàu lao, thép thì bằng thép chất lượng, bảo đảm hàng nguyên ghim cho anh em, không phải mà hàng cáp pha rồi cáp á, cáp thì nó làm dễ cong quẹo lắm, còn này tao làm tao bảo đảm cho mình cong quẹo dễ thân dễ mũi rồi tao có hết. Rồi cái clip này chỉ giới thiệu sơ vậy, còn những cái loại thuốc thông qua cấp tốc hay những loại thuốc ốp nữa thì cái clip sau cũng sẽ giới thiệu kỹ hơn. Rồi chào anh em, rất vui được anh em ủng hộ. Rồi hẹn gặp lại anh em trong clip mới. Goodbye.